Đây nhà gì phòng dưới nè, đi vô cửa nè coi, trên lầu, cái lầu đi vô nè. Nhà này tiền thuế chỉ có 1.600 mấy thôi, chưa tới 1.700 nè. Tại thuế nè, thuế quận, không có số thành phố, một quận phế dịch nên nó rất là rẻ. So với căn này ở Memphis thì khoảng chừng trên dưới 10.000 ha. Đây, chỗ TV này, thêm cái phòng garage, storage room, có ba cửa đi ra luôn, hai cửa bên hông với một cửa bên này, ba đường đi ra luôn, có sinh room bên này. Đó là một cái cửa vô phòng bếp, đây là cửa vô phòng master, đây là phòng cửa vô phòng khách. Đứng trên này, đám cưới này là phải cầu hoa. Sao mà mấy cô gái mà đám cưới là đứng ở sải cờ hoa ở dưới này chụp đám cưới tại gia luôn. Này chrome crown molding, đây là hồi xưa là để kén rẻ chồng chồng, bây giờ là đám cưới xong đứng đây sải cờ hoa. Có chỗ cho cô dâu thải cầu bông này chị ơi. Đó này, lên đây được một cái phòng nữa nè. Đây có một cái phòng. Đây này, nhìn xuống dưới. Rồi, này, đứng nè. Con gái nó đứng nó thải cho người ta chụp vào cầu hoa đó. Đứng nó thải cầu hoa chụp chồng, chọn chồng. Giờ không có tròn nữa mà. Đám cưới đứng thải. Ta chụp á, này ha, nhìn trên dưới nè, nhìn trên này một cái phòng closet trong này nè con, closet cũng rộng quá, anh thích nhà rộng rộng được không? Phòng phòng rộng không? Walk in closet luôn. Chứ mấy nhà cũng có, mấy nhà mới bây giờ không có phòng rộng này đâu. Nhà em đâu có được tôi vô đâu. Đúng rồi. Nhà cũ mà nhà lớn á thì nó có nè, có phòng chiếu phim, movie room nè, thêm có quán bar nè, thêm có phòng là phòng gì trong này nữa nè. Để đồ gì trong này không biết. Attic. Ba để rù để đồ này. Đây là sọc pizza, có phòng này chơi gì đó anh? Chơi hockey á. Hoặc là chơi chơi đá banh, poker. À, hit and her. Tối mở ra. Hit in her closet. Jack and Jill, Jack and Jill. Hai cái nó thông qua nhau nè. Từ đó nó thông qua. Cũng rộng á. Thì tính ra tên này có 2 phòng à. Tên này có 2 phòng. Mà thêm được cái phòng môn nè. Sẽ có chỗ kia chơi đánh bài, hay chơi poker, hay chơi khắc kỳ, có phòng riêng đó không? Đây, hai cái xài chung đó, ba cái xài chung đó luôn. Còn cái đó là nếu mình đông người mình nằm ngủ nhà anh thì để phòng movie luôn ha. Có chơi poker vậy, chơi bài vậy, không có để phòng đánh bài ở trong nữa. Phòng poker đó. Ở dưới có phòng thôi hả? Hai phòng hả? Ở dưới hai phòng. Ở dưới hai, 4 phòng thì cũng vừa rồi ha. Nhà rộng rãi. Còn bác luôn riêng luôn. Cái kia nó có cái bathroom riêng luôn. À, đây là hai cái master ở dưới. Hai cái master ở dưới. Này cao nè, tầng cao. Karaoke, chỗ đúng rượu, đầu bày rượu đầy đủ nè anh nha.
Đây mất tủ đồ nó để đẹp này. Thay mất phòng là giống như phòng karaoke. Mồm gì đẹp quá nè. Chỗ máy giặt nè. Có được 3 chỗ đậu xe nha. 3 chỗ đậu xe. Ờ nó có chỗ này để nấu ăn nữa anh nhà ơi, ra coi nè. Nè. Việt Nam mình thường thường dùng cái chỗ này để nấu ăn nè. Việt Nam mình nấu kara là thường nấu đó nè, có cửa mở luôn nè, mở cửa nè, mở cửa ra đường đi vô nè, chỗ 3 chỗ đầu xe. Đó, đường đi ra nè. Ô, hoàng hôn đẹp quá. Hoàng hôn đẹp quá. Coi chụp hình nè, đẹp chưa? Hoàng hôn đẹp chưa? Ba chỗ đầu xe. Đúng rồi, được đó, Việt Nam mình chơi vậy không á. Bỏ đi nấu nè. Dọn đồ ra dọc á. Dọn đồ. Nấu. Ba nó khỏi lạnh. Đúng rồi, nó dọn nè. Ba ấy nè. Ba gara, anh mở thì mở cửa còn mở gara luôn, mở cửa nó luôn. Bay thoải mái luôn. Đem đồ ăn vô nấu tại chỗ luôn, khỏi đem vô nhà. Đó, cái lò mà không phải nó mổ đó mà nó chuyên muốn bán bò heo đó. Lòng rồi đó, mua về nấu nhậu đã lắm đó, đồ tươi fresh. Chỗ mà có mấy cái ống khói lên bên kia. Mới vừa đi ra đầu đường vô đó chập cái gì nghe anh chỉ cho. Ở đây nó có cái hot bath cho khách đi nè. Hot bath cho khách đi nè. Rộng rãi ha. Ủa sao cái mặt đầu em mới thấy tại sao nó rớt giấy nè. Gỗ luôn. Ờ đúng rồi, tại trường trong này nó rớt giấy. Rừng đá luôn. Chỗ này nhà sang nó ở nó giữ kỹ. Thì thường là trong đó là bằng đá. Thích để đồ nè. Này gỗ hết. Này nêu đo hot wood à. Làm lấy đi. Này như cái master luôn rồi. Anh gia anh chị giao nguyên cái trên lầu cho nó. Vừa phòng ngủ, nó có phòng bất thường luôn, vừa phòng bơm đợt. Trời thoải mái luôn hả? Một mình đó hả? Bây giờ còn mình đó hả? Còn thằng kia về rồi nó ở cái đó, phòng bưu vi. Đây là hai chồng ở đây, anh làm office cho nó xong luôn. Đẹp nè. Jacuzzi bath nè. Này lãng mạn nha. Làm massage nè. Bỏ hơi bà bát đi. Chị vô chị coi á, có đổ áo quần vô, con có đủ chỗ cho chị để đồ không? Nhiều quá. Hả? Nó nằm massage là sướng rồi. Đi nguyên bên trong luôn á. Còn này cái tắm đứng nè. Tắm thử nữa. À đi xong luôn. Là bên trong đẹp này. Căn này đẹp này. Làm chị sướng ha. Dễ nè. Bước. Giá bước. Họ đang offer 15.000 bonus. Để mình mua chấm xuống. Nếu mà trả payment rẻ rồi mua chấm xuống. Muốn trả. Trả rẻ rồi mua chấm xuống. Giao nguyên cái trên lầu cho nó. Cái hai phòng đó. Nó khoái không? Cho gái nguyên trên lầu này có là sữa riêng nữa đó. Chỗ này là dừa đó. Sân rất đẹp. Ra quay đi.
Ờ, cái này double door đó nè. Này chị mở, chị mở lên này, chị mở cửa bằng hai cái được luôn á chị. Không? Cái nghề á, biết trong nghề á, đánh lại, đánh. Cái màu này cũng ok chị, màu đẹp. Nhưng mà trong nghề mình muốn đánh mình đánh, màu nó cũng ok đó. Sơn nước bóng lên. Đúng rồi, cửa đánh lại cho nó đẹp. Kiểu cổ vậy. Nè. Cái vàng của mình nè. Con đêm nè, con đêm nhìn đẹp quá nè chị ha. Đêm đẹp quá không? Đầu xe thoải mái luôn. Anh chị em tới là nhậu nguyên đêm. Có hai phòng luôn, phòng đàn ông bên đàn ông, bên phụ nữ. Quán là anh em nhậu nhẹt cũng ngon trên nhà ha. Đấy, ổ nãy gì nữa? Phòng bán áo lạnh đó. Vô đây bán áo lạnh bên này ha. Cái lý vậy. Có nãy gì nữa? Bán áo lạnh đó. Ba đầu đi làm giường á. Không, không, không có giường này. Cái này khách á, cho khách người ta vô á. Khách người ta tới, người ta bỏ áo lạnh đó rồi á. Cái mà Mỹ tới bỏ áo lạnh. Như em có cây bỏ ở ngoài, này người ta để ra luôn. Không hay à, nó làm ở góc nó bỏ máy áo lạnh nè. Khách tới, cởi áo, cởi đồ bỏ đi. Áo bỏ bên trong. Bỏ bên này nè. Đẹp.